Xin chào bạn, vĩnh biệt. Đùa đấy, các bạn xem video này thì biết là mình sẽ làm review về cái gì đúng không nào? Thực ra là Vinh Show quỵt lương tháng vừa rồi nên là mình quyết định tự vẫn bằng một chiếc cáp. Và ngày hôm nay trước khi đến về chầu trời thì mình sẽ review cho các bạn chiếc cáp này. Nó có tên là Energizer Ultra Resistant và nó sẽ khác gì với những cái cáp mình đã review trước đó. Khi mà quan tâm về một chiếc cáp sạc các phụ kiện về điện thoại, máy tính v.v. thì các bạn sẽ quan tâm đến là thứ nhất là nó có bền hay không, thứ hai là tiêu chuẩn chất lượng của nó có đảm bảo không, và thứ ba chính là chính sách bảo hành. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói luôn cho các bạn tất cả những cái đấy. Em này có một thiết kế khá là dị và nó là màu trắng. Thực sự thì màu trắng nhược điểm nó sẽ là bị bẩn. Các bạn có thể nhìn thấy phần thân cáp ở đây, nó có một cái lúc đầu mình thấy nó hơi lạ, nhưng mà tìm hiểu kỹ thì đây chính là nhựa dẻo. Và đặc biệt ở ngoài cái cáp này thì sẽ bọc một cái lớp màng lưới vắt chéo, đây sẽ là tăng cái ma sát ấy, nó sẽ tăng cả độ bền cho cả cái dây cáp này nữa. Và chất liệu cấu thành của cái cáp này chính là được gọi là PET. Nó là một cái loại nhựa dẻo có thể chống được ẩm này, chống va đập này, có thể uốn một cách dễ dàng. Đặc biệt các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có cái phần mà hai phần đầu mối nối của cáp với cả cổng này. Thì thực sự mà khi mà dùng cáp sạc ấy, chúng ta sẽ rất dễ bị đứt ở phần hai phần đầu mối nối ở đây, bởi vì các bạn trong quá trình sử dụng sẽ uốn nhiều, gập nhiều, nó sẽ làm giảm cái tuổi thọ của cái cáp này. Tuy nhiên với một cái chất liệu mà hãng cũng đã bọc luôn phần đầu này, các bạn nhìn thấy thiết kế đã bọc luôn ở đây, thì các bạn có thể dễ dàng bẻ cong các chiều hướng, và như hãng công bố thì các bạn phải uốn 10.000 lần nó mới có thể tèo được cơ. Nhưng mà mình cũng sẽ nói luôn nhược điểm của phần thân cáp, nó làm cực kỳ chắc chắn và bền, nhưng nếu như mà dễ bám bụi ở những cái khe như này, ví dụ mình có dính son ở đây thì lau rất là khó trôi. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ quan tâm đến chất lượng đúng không? Chất lượng thì hoàn toàn yên tâm, bởi vì em này đã đạt tiêu chuẩn MFI. Nếu như mà bạn nào không hiểu MFI là gì thì mình sẽ nhắc lại. MFI tức là tiêu chuẩn mà gọi là Made for iDevice. Nó là một tiêu chuẩn mà Apple đưa ra, và em cáp của Energizer này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn như vậy. Nó có tốc độ sạc và truyền tải dữ liệu tương đương với những chiếc cáp chính hãng của Apple luôn. Và một chiếc cáp Energizer Ultra Resistant này có giá khá là cao. Bù lại thì các bạn sẽ nhận lại được một cái chế độ bảo hành Lifetime Warranty, tức là bảo hành trọn đời luôn. Các bạn có thể dùng bảo hành là nhận một đổi một bất cứ lúc nào, chứ không phải là sửa chữa cáp gì cả. Chúng ta nếu như là trong quá trình sử dụng mà gặp phải những cái lỗi đến từ nhà sản xuất và lỗi về cáp không đúng với tiêu chuẩn MFI thì các bạn sẽ ngay lập tức nhận được một chiếc cáp mới thay thế. Và cái chế độ bảo hành này các bạn sẽ được hưởng từ cửa hàng này, từ nơi mà phân phối trực tiếp cho các bạn. Và thậm chí nếu như cửa hàng đấy mà có sập tiệm đóng cửa thì đừng lo, bởi vì các bạn chỉ việc truy cập vào cái đường link mà các bạn đặt hàng ấy, hãng sẽ ship ngay cho bạn một chiếc cáp khác. Và đấy chính là cái mà là nên giá của chiếc cáp này. Em này có chịu được sức nặng lên tới 50 cân. Đầu tiên là mình sẽ test độ bền của chiếc cáp này với hình thức là kéo xe. Nhưng trước tiên mình sẽ cắm sạc thử cho anh em thấy là em cáp này có sạc được những thiết bị như là điện thoại iPhone hay là máy tính không nhá. Và màn biểu diễn thứ hai mình sẽ biểu diễn xiếc xách hộp xô nước với trọng lượng là tầm gần 20 cân. Và màn thứ ba là màn hardcore nhất mà nhà sản xuất đưa ra, đó là một trọng lượng xấp xỉ 50 cân. Thì mình ở đây sẽ lôi cháo thỏ ra để có thể cho đu dây thử luôn. Đại khái là nếu mà bỏ ra một mức tiền nó sẽ chênh so với những cái cáp khác, cáp hàng Trung Quốc rồi là cáp, thậm chí là cáp Xiaomi, thì các bạn sẽ nhận lại được gì? Thứ nhất là một chiếc cáp tiêu chuẩn MFI này. Thứ hai là chất lượng là cực kỳ bền, chịu được sức nặng, rồi là kéo, va đập, quăng quật, rồi là dẻo dai. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhận lại được một chế độ bảo hành là Lifetime Warranty, cho phép các bạn một đổi một trong vòng trọn đời luôn. Các bạn thích chiếc cáp này không? Energizer Ultra Resistant. Các bạn hãy comment cho mình biết ý kiến ở phía dưới nhé. Nhớ like, share và subscribe vào Vờ Studio nhé. Bye bye, có hai đứa dở hơi đang phá mình.